Linh cũng hỏi góc bí gì á. Mày làm gì mà dính ghê vậy? Mày dính ghê vậy? Lập Thành vững bền cùng sóng gió, Chinh Pha Lưới Xù số 1 Việt Nam, Bô Gà Dây Thần số 1 Việt Nam. Hãy gọi cho chúng tôi vì chúng tôi mang đến thành công cho bạn. Hải sản sạch từ ghe, không hóa chất, giá tận gốc, đảm bảo chất lượng, giao hàng toàn quốc. Cuộc sống dân biển vì niềm tin và sức khỏe của bạn. Trung Nam là người Việt Nam. Chúng ta là người Việt Nam. Mới vừa giá lưới xong. Mọi người đố mọi người biết món này là món gì? Và Linh đang làm món mì tôm ngào đường. Bóp nát mì tôm ra ngào đường. Ngon nhỉ. À. Hồi vừa chưa ăn món này à? Ngon. Thấy nhiều đường. Hơi nhiều đường. Đó vậy. Vì là do nó chưa ái nè. Nên nó chưa có điều. Không chưa điều thôi. Do anh phong lại. Xíu nữa nó giòn à. Bây giờ nó đang nóng á. Cái này khoảng 3 giờ chiều mà. Đang ăn ở đây mà bây giờ ăn đây không biết ngon biết. Ngon không? Sao? Dài dài à? Nó đây mà cũng lần đầu tiên ăn nè. Đây là lòng có cơ, buổi sáng được không có cơ, không lộ rồi. Ngon quá bạn. Giòn. Ăn nó giòn giòn trong miệng. Quá đã. Giờ mình mới ăn cơm rồi. Còn đây là cá thu một nắng. Chiên. Cắt lát mỏng. Tươi nè, cắt lát mỏng. Phơi một nắng xong mà chiên ở đây. Đây đã ướp xíu muối rồi nha mọi người. Trước khi phơi là ướp xíu muối xong rồi đem lên phơi. Bây giờ đem xuống chiên đây. Làm cái chấm tương ớt. Tương ớt giống kia. Chấm mình mới ăn cái lòng cá cờ á. Rất là ngon. Hồi nãy mình ăn thử nhưng mình quên quay mọi người. Có lẽ mai hoặc mốt gì mình sẽ làm một video về cái món này mọi người ăn. Cá đây là cá ngoài biển cho nên rất là tươi. Còn trên kia ông Tùng mới câu được một con cá bự, cá căng. Có người gọi là cá ăn, có người gọi là cá căng. Hơi bị đã. Bữa nay thì cá động, gió nước cái chảy quá.
cho nên là không có đậm ăn nhiều, nhưng mà quất hành đây về nấu canh. Câu nó bay này mặt nước luôn, nước chảy quá. Linh ăn một lần hai món, một món ngọt chứ một món mặn. Đi biển đây được cái là ăn ngon phải không Linh? Ké quần Linh thì miếng nữa nè. Má ăn thử rồi, ngon không? Đất giờ em giòn ngon, ăn giòn giòn ha, ăn giòn ngon nha. Làm miếng đưa. Giòn giòn. Nó lạ. Ngon sao đâu? Ngon lắm. Ngon đúng không? Như mọn ngon quá. Mẹ ngon được mấy con muốn ngon được chưa? À. Nhà sao có món ngon được? Nhất là những lúc mình làm bài chứ, vô có món ngon ăn á, quá đã luôn á. Không có gì bằng. Và quay biển đây được cái là mình ăn no á, xong nó rất là mau tiêu. Nó lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, tự nó tiêu à. đói lại không. Coi thử mấy hầm kìa, đang làm việc chảy. Đang coi phim mọi người. Bốn đại ca đang coi phim. Mọi người biết mấy cái đen là gì không mọi người? Chính là mấy cái cục màn che mà để cái điện thoại vô để coi phim á. Nhưng mà những đại của cái trường mày. Mình phải là nói là tây quy siêu mẫu. Đơn giản như mày có ông già của mày đứng sau chúng. Hay, ông Tùng đang lại muối dùi tiếp. Món này món khoái khẩu của ghe nha mọi người. Bây giờ hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với kênh Cuộc Sống Ven Biển. Mọi người nhớ like, subscribe kênh của mình nhé. Mình lại làm món của Tùng ngày qua làm. Rồi, bây giờ sẽ cắt cá ra. Bây giờ bầm cá cho bầm thịt nha mọi người. Đây công độ ngày hôm qua mình đã quay rồi. Thôi bây giờ mình làm không bỏ cắt bỏ khoảng này nha. Còn Mập Quý sẽ làm món gì đây? Nấu canh với cá hồi nãy cậu không? Dạ. Với cá chim. Đây sẽ chảy ra cắt làm hai nguyên mập. Thôi cho không phải. Rồi, mình sẽ cắt thịt ra. Quay anh Mập rồi gọt bí, gọt bầu, quay tôm câu rồi kiếm. Quay tao, gọt phi lộn. Thịt ra đang chuẩn bị mình bầm trong lâu nha mọi người. Action là gì vậy bạn? Action có nghĩa là diễn. Accident có nghĩa là tai nạn. Còn cắt. Hả? Cắt. Cắt có nghĩa là cắt. Nó mọc gì to là làm gì? Em là điệp viên này. Cảnh sát chìm á. Cảnh sát chìm luôn á. Nhảy xuống nước là chìm luôn không? Mày ơi! Mày ơi! Đang chửi nhau ông Trùm. Chửi nhau Trùm? Đó, đang nọt nhau ông Trùm. Hôm nay bốc nữa đi anh sẽ bóc cho đau lưng. Không, em đi. Nói anh Mập là ngồi xếp đất nha, anh lại đau lưng á. Nghe mùi hang hang quá mùi. Hối này. Hang. Thế nhưng hôi mùi gì anh thầy? Hôi gì ăn vô là được rồi. Cháu có dùi đó vậy á. Rồi mình đã trộn đồ nêm rồi mọi người. Cái đây là không có đồ nêm gì đâu nha mọi người. Cái đây là chỉ là bỏ đường với bột ngọt và tiêu, ớt, hành củ và bằm thịt hai loại ra. Thịt mỡ nạc với cái gì con ơi. Rồi sao giống chả quá. Trong khi đó Quý vẫn đang cắt trái gì? Bầu bi đào chứ. Không. Bi đào. Nấu cá. Đi, chân đi lâu chín lắm đó. Đây là món mình bây giờ chế thêm dầu ăn vô nữa nha mọi người. Rồi ok. Quan kỳ.
phải hay á. Đó. Ờ, quay nằm chứ sao em quay đứng. Khán giả coi nó đứng nó ngang là sao. Nói luôn anh với à, anh Bảo đang gì mà làm YouTube. Mày im từ chỗ mà tối thì là vậy. Mới tới là cho anh lấy mang quàng thế cho anh Bảo à. Càng chỉ Bảo ngờ như đó có đau lưng không? À không đau, đau lưng. Đây bây giờ mình đã đậy nắp lại rồi. Bắt đầu là bật lửa lên. À, nấu nhưng mà anh em không ai tin rằng là mình nấu cái món này thành công hết. Anh em có kêu là mình nấu bị cháy và bị sống vì nó không có nước gì hết. Rồi mình thử nghiệm luôn nha mọi người. Rồi mình sẽ để riu thôi. Đó, vậy cho nó khỏi cháy. À, hồi hộp quá. Mày làm gì mà dịnh ghê vậy? Mày làm gì vậy? Ê! Nói cái mặt, kéo danh mặt trời, dùm hạn. Có đâu? Vô chuyến này, mẹ mày anh mày tóc biến nữa mày. Mày tự đầu quăng đồ biến mày thành đầu. Giữa nồi nấu cơm mày, giữa chén. Thôi nó quéo. Cái thai tao bị đầu anh cũng sâu lắm. Lại có một đôi da cào. Cá đuối điện khô thì mọi người hãy
liên hệ với mình qua Zalo, số điện thoại và fanpage. Ôi trời. Ghê không? Lại lại. Làm hai lần vỡ không à? Rồi vô. 1 2 3 vô. Ai đâu? Vô, bắt đầu. Đâu, mông nó mạnh lắm á, giỡn rồi. Đây, thiệt nha. Bỏ đi thuốc ra mày. Rồi, quốc là 1, 2, 3. Ghê không? Ghê không? Mà mơ mơ dữ rồi. Mày không đeo quen mày hết sức mày. 1, 2, 3, vô. Thè chơi gồng hẳn là mày dạp ra xuống đây. Chơi gồng hẳn thì mày dạp xuống mày ăn luôn. Mày gồng không? Mày không gồng nó đập cái con chuột mày. 1, 2, 3, vô. Vô. Ghê. Ra mặt thua mày không? Mạnh dữ rồi. Đẩy cái tay đi vô nè. Chim vô cái tay đây. Rồi. Chuẩn bị. 1 2 3. Sức bờ quay, nó mày dùng cái sức bờ dai mày giật nó xuống cho tao. Rồi. 2 3. Đẩy. Đi mày, tao đẩy mày à. 2 3. Ghê không? Ghê. Vô. Ui, lần này chơi thiệt tình này. Không bên rồi, không bên rồi. Giật xuống mày. Giật xuống. Giật. Giật xuống. Giật lên lại, chị mày. Lên lại. Không là đâu. Không, mày không lại rồi. Tao mày mày. Rồi vô. 2 vô. Lần này mới thiệt. Vô. Rồi kéo đi mày. Đi mày. Kéo mạnh lên. Nó chưa sang nữa. Rồi rồi chưa sẵn sàng cho mày lại luôn. Rồi vô. Mày sẵn sàng lại đi. Mình. Thấy chưa? Rồi giờ từ. Hai tay luôn. Thấy chưa? Hai tay luôn, cho mày ôm hai tay luôn. Thấy chưa? Rồi kéo mạnh luôn. Mày thắng đâu, giờ còn một tay đâu còn không lại hai tay. Giỡn nha, người không mạnh lắm á. À, đây sẵn sàng. Một cuộc tranh chờ tranh luận. Đây là một cuộc thử thách. Đây là anh Bùi Văn Linh. Đó, đổi lại. Còn đây là anh Trần Văn Bảo. Đó. Đó. Sau đây tôi xin đếm chuẩn bị. Bắt đầu, bố xịt vô. Bẻ. Bẻ không? Bẻ không mày? Bẻ. Bẻ xuống luôn. Quất. Quất luôn. Gãy. Chưa gãy. Quá gãy bố xịt đâu. Mạnh quá mày. Mạnh quá, mạnh gì chứ. Rồi, anh em mình đã bùa lưới xong rồi mọi người ơi. Rồi bây giờ bắt đầu. Cái món này là món của anh tự làm. Dọn cơm ra ăn nha. Đây món có muối giống ngày hôm qua, nhưng mà món đây là món mình làm trực tiếp đông son, không bỏ trong chén. Anh em mới thử nó hơi mặn mọi người ạ. À. Hơi mặn phải không? Nhưng mà ăn với cơm chắc dừa. Lấy dừa dừa ăn xong dừa đó. Rồi. Bởi vì á mình sợ ông Dượng á ăn ống ăn ngọt không được, cho nên là làm mặn mặn nó đỡ hơn, dễ ăn hơn. Tại sao không dùng làm có muối? Tại vì một người vậy. Rồi còn đây là món
cá thu một nắng chiên chấm tương ớt với một chiều ngon lắm. Rồi đã tắt máy rồi, cảm ơn nha. Đồ bát đi đây. Bữa nay món ca muối nữa Dược ơi. Mau trường bóc cho anh cho ướt ra cái mông. Con đi được kéo. Bỏ rồi. À, cái gì Dược? Đâm cái tre nó tròn ở đây mà cái neo nó nhau 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 nữa. Ừ, cái nào mà. Chưa biết hay chưa. Đủ cơ căng hả? Cái tre đó. Coi mà kéo à. Ủa cái thao ướt bên có bên đó không? Trong cái thùng đá không? Thùng đá có chưa, giữa chưa? Giữa neo hả? Xách cái xô nước lên mà anh ơi. Ở kia có đôi giá cào bánh tre mọi người. Và có rất nhiều đôi giá cào kia. Và lưới mình có thể là nó rê xuống đụng những chiếc giá cào. Nếu mà họ quánh xuyên đêm luôn á thì mình không có sợ. Họ sẽ nói lưới mình, nhưng mà sợ là họ neo. Họ neo và mình liên hệ sẽ không hết nổi. Cho nên là ông Dượng kêu có lẽ là có thể là kéo mọi người. Thì kéo lưới luôn, mới vừa bùa trong vòng khoảng cỡ 20 phút mà anh em mới vừa ăn cơm xong. Thằng Linh nó vẫn cô đang ăn. Bữa nay món cá muối rất là ngon. Bữa nay món cá muối cũng ngon. Rồi cá một nắng cũng ngon. Canh cũng ngon. Ăn đã quá, đi biển là ăn quá đã. Ăn liên tục. Đây bỏ ăn này lên giọng luôn. Đang nao bụng rồi nó leo lên giọng nó nằm xí để sợ kéo sớm á mọi. Thôi tạm biệt mọi người. Hy vọng rằng lưới sẽ qua khỏi, đừng có kéo để sáng có cá quay cho mọi người xem.